cuộc sống luôn có những sự đổi thay. Chúng tôi ở đây để tạo nên những sự đổi thay có giá trị. Chúng tôi không chỉ xây dựng những công trình bất động sản. Chúng tôi đang cùng bạn xây dựng cả tương lai. Tây Bắc kiến tạo giá trị mới. Gần hai thập kỷ hoạt động, Tây Bắc vững tâm thực hiện sứ mệnh tiên phong kiến tạo các khu đô thị mới gắn liền với chợ, mang lại cuộc sống mới, nơi làm giàu mới cho người dân. Thành lập từ năm 2004, đến nay Tây Bắc đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh với các công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Tây Bắc tự hào là chủ đầu tư đi đầu trong việc phát triển các khu đô thị gắn liền với chợ ở các vùng miền từ thành thị đến nông thôn. Hơn 90 dự án mang giá trị cao, độc đáo, khác biệt trải khắp 34 tỉnh thành. Hơn 20.000 khách hàng đồng hành và tin tưởng. Là tập đoàn với tiềm lực tài chính vững mạnh, Tây Bắc không ngừng mở rộng đầu tư, bứt phá, đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc qua các thời kỳ. Tây Bắc được đánh giá là một trong những tập đoàn có bề dày lịch sử phát triển và trong những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận rất tốt. Vietinbank cam kết và sẵn sàng tài trợ vốn các cái dự án mà tập đoàn Tây Bắc sẽ đầu tư trong tương lai. Sau 3 tháng dọn về nhà mới thì vợ chồng tôi rất là phấn khởi. Bởi vì mua nhà ở Tây Bắc thì là một cái sự lựa chọn rất là đúng đắn của vợ chồng tôi từ trước đến giờ. Từ khi chuyển chợ vào đây là tất cả bà con thì ai cũng ưng, chợ thì là không một ai chê được. Quá tuyệt vời luôn. Tất cả 4-5 tỉnh chung quanh đây không có chợ nào đẹp bằng chợ này. Phố chợ Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Phố chợ Phú Lộc, Cẩm Giang, Hải Dương. Chợ Hàng Rượu, Quảng Ngãi. Ký ốt trái cây, Tiền Giang. Nằm trong chuỗi các dự án góp phần thu hút đầu tư tại các địa phương, tạo điều kiện làm giàu cho người dân và nâng cao đời sống trong khu vực. Qua việc phối hợp với công ty cổ phần Tây Bắc thì chúng tôi thấy rằng là đã xây dựng được cái hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, tạo ra những cái điểm dân cư mới có cảnh quan đô thị đẹp, cũng như là các chợ dân sinh văn minh, lịch sự. Và bên cạnh cái việc tạo ra cảnh quan này thì nó cũng tạo ra cái môi trường kinh doanh mới cho người dân trên địa bàn. Trong suốt chặng đường kinh doanh, Tây Bắc vô cùng trân trọng sự đồng hành, công sự vững chắc từ phía các đối tác chiến lược. Những thành quả lớn lao, niềm tin của khách hàng, đối tác, cộng đồng có được là sự tổng hòa của bàn tay, khối óc, tâm huyết con người Tây Bắc. Đó là kết tinh của đội ngũ lãnh đạo tài năng đã gắn bó và đi cùng doanh nghiệp từ những ngày đầu. Với bề dày kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, được đào tạo đại học và trên đại học trong và ngoài nước với đủ các lĩnh vực. Đó là sự bứt phá của gần 500 nhân sự cốt cán, được trang bị bài bản, đồng bộ các kỹ năng chuyên môn và tinh thần nhiệt huyết, ham học hỏi và lao động sáng tạo. Đội ngũ Tây Bắc hoạt động dựa trên 3 giá trị cốt lõi: tiên phong, chính tâm, chuyên nghiệp, sẵn sàng đến với khách hàng, đối tác bằng tầm vóc và trí tuệ của doanh nhân Việt. Chúng tôi tin tưởng rằng hành trình bền bỉ của tập đoàn Tây Bắc không những mang lại cái giá trị nội tại cho tập đoàn mà còn mang lại cái giá trị niềm tin cho khách hàng, cho đối tác và cho xã hội. Với nguồn lực dồi dào, Tây Bắc sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới bằng các dự án mới trên quy mô rộng khắp, vươn xa khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tây Bắc kiến tạo giá trị mới.